hai câu giọng cổ trong một lúc chất đoạn mùa thu trên Bạch Mã Sơn. Giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang cử hành hôn lễ, nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của hùng quân, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, bốn mắt đắm chìm trong mộng mị thần tiên. Còn ta, ta sẽ bơ vơ trọn đời tròn kiếp. Vậy xin âm thầm trả áo ai trao, như thầm trả lại lời thề nguyện hỡi lòng. Đường về Bắc